tự ta ráp một cái lồng bằng khung tự ráp mua trên mạng. Anh em thử chưa? Anh em cùng mình trải nghiệm nha. Đây nha anh em, thì đây là tất cả những gì mà shop gửi cho mình nha anh em. Một cái áo lồng. Đây là những cái dìm nha anh em, cái dìm dưới chân anh em. Mẫu này là như mẫu lá đề đúng không anh em? Đây là cái nằm này hơi bèo anh em, nhưng mà so với cái lồng này thì nghĩ là cũng tạm ổn. Một cái ghim chuối, cái thợ gục cào, hai cái cốc nước bằng nhựa nha, móc. Nói chung thì cái giá trị mình tìm có ra anh em, thì mình nhận lại thì mình nghĩ cũng bình thường anh em. Chứ không gì cái mình coi mình ráp là quan trọng, cái lòng nó có cứng cáp không anh em ha. Thì cái này thì nó bình thường. Đây là những cái kèo anh em, cái kèo. Cái này mình nhìn cái nước tre mình thấy tạm nha, nước tre mình thấy tạm ổn. Nói chung là lòng giá rẻ mà nhập bình dân, bởi vậy mình cũng không đòi hỏi nhiều quá anh em ha. Cái bước nang này là bước nang cho chim hút mật nha anh em. Này là mình đang mua cái lòng cho chim hút mật nha anh em. Cái này là cái lòng lực nha, lực 60. Từ gắt thì gắt sẵn anh em về, nhưng mà chỉ ra chỉ đấu như thế này. Có mấy cái lỗ nè anh em về anh em sọc vô cái chiếc keo. Đây là cái nắp, có cái chỗ cái nệm này. Chúng là cái tre này, mình cái nước tre này mình nhìn thấy tầm ổn. So với 400 mấy thì mình thấy cũng khá là hợp lý. Này chắc chắn là cái đít trên em ha. Đít này, cái đáy á. Rồi, đây là cái hông. Này cái hông. Đây. Hông nè ha. Đây là cái hông nữa nè. Cái bút tre này, cái nang này thì mình hút mật là mình nghĩ ok rồi em ha. Không có gì phần này ha. Đây là miếng đáy. Đấy rút bố anh em ha. Rồi, ok, để mình ráp vô anh em ha. Đây nha anh em,
Còn công đoạn cuối cùng đó là xong nha em. Nha em. Mình đập cái áo nữa cái xong rồi. Đây nha em. Vậy là mình hoàn thành cái lòng bự ráp cho nè. Đây. Thì nhìn chung cái lồng này mình nghĩ là so với giá 430 mấy ngàn thì mình nghĩ cũng ổn nha nè, không có gì để phàn nàn nha. Cái tre thì mình nghĩ là cũng rất chắc chắn luôn, chung anh em làm rất là vừa ha, vừa dặn. Chung là ráp mình chỉ sọ cái này anh em, là hồi nãy dở sắp dở cái đó mình không có gửi cho mình mấy cây này. Cây này là cái cây làm cái nòng đó nè, để mình ráp vô chắc sớp quên. Không có gửi cho mình cái cây đó để mình ghim giống này. Người ta làm thành nó như 6 mặt đó nè. Làm hoàn thành hết rồi nhưng mà nãy chắc shop quên gửi cho mình cái cây ghim đó. Shop đây là thợ người ta làm rất là vừa vặn anh em ha. Sau khoảng hơn 30 phút thì mình đã có thể mình hoàn thiện được cái khung như vậy anh em ha. Hoàn thiện ra cái lồng giống vậy nè. Lồng này là mình làm cho hút mật nha anh em. Mình đi với anh chứa hút mật. Cửa rồi ok. Thì so với 430 mấy ngàn thì để full phụ kiện như vậy, cái lồng vậy thì mình nghĩ là cũng khá là ổn. Anh em nào có thể là muốn tự tay mình ráp thì có thể mình mua vậy nữa ha, để mình về tự mình ráp mình chơi cho nó cảm giác hơn anh em ha. Rồi mình còn miếng dán, còn miếng gỗ này anh em, còn miếng này nè mình chưa ráp vô, chứ mình ráp vô. Rồi mình cảm ơn anh em quay xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.